Các bạn, trong video này chúng ta sẽ tiến hành là lắp pin và chúng ta sẽ test cái dung lượng của pin khi mà chúng ta gắn qua bóc. Thì đây tôi sẽ lắp 7 cái cell pin dung lượng 3000 đến 3100 mAh. Thì nếu mà lắp qua bóc này thì dự tính chúng ta sẽ phải thu được cái dung lượng là khoảng độ 21.000 dung lượng pin. Nếu mà qua cái bóc chúng ta tính hiệu suất là 85% thì chúng ta phải thu được cỡ khoảng độ tầm gần 16.000 mAh, 16-17.000 mAh. Thì đối với cái bóc 5, xin lỗi, bóc 7 mà có đèn led sáng này thì có vấn đề, đó là cái lò xo của nó chưa bắn gắn, thì cái lò xo ở đây nó kênh nhau khá nhiều so với cả cái vỏ ở rìa. Vì vậy việc đầu tiên chúng ta sẽ phải chèn để cho nó không bị tuột pin. Thứ hai nữa là cái việc tiếp xúc giữa cái lò xo này với cả cái đầu này, thì nếu mà tiếp xúc này thì nó sẽ không tốt. Vì vậy đầu tiên chúng ta sẽ đi hàn luôn các cái pin, cell pin này. Chúng ta sẽ chia thành bộ 3, bộ 4 chúng ta hàn, thì các cell pin nó sẽ tiếp xúc tốt hơn với cả cái cực. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ giảm bớt được cái điện trở tiếp xúc của các cái pin này đến hai đầu cực này. Ta có 7 pin, thì đầu tiên chúng ta sẽ là hàn 7 cái pin này. Ta sẽ tiến hành hàn kẽm các đầu này. Thì sau khi mà đóng xong các kẽm cực pin thì chúng ta sẽ gắn vào cực âm cực dương, và sẽ gắn vào đúng cực âm và rộng gắn ở phía lò xo, cực dương thì chúng ta sẽ gắn ở phía trên, ra phía đầu mũ này. Bởi vì cái lò xo nó đẩy khá mạnh cho nên là các bạn thấy là cái này nó bị bênh ra, không vấn đề gì cả. Việc lắp kẽm mà hàn kẽm vào các cực pin trước khi lắp thì như vậy cái bóc pin này sẽ chặt hơn. Ta có thể test thử cái dòng xả ra của bóc. Bóc này sẽ được cỡ khoảng độ tầm 2,4A. Ta sẽ đưa xem. Hai 2,3. Như vậy bóc này tầm được khoảng độ 2,2A mỗi cổng. Mục đích chính của chúng ta sẽ đi test dung lượng. Vậy chúng ta sẽ đi sạc đầy cái bóc này. Chúng ta sẽ xả ra dần cho dung lượng. Sạc đầy 7 pin này khá là lâu. Sạc đầy bóc. Chúng ta sẽ chờ xem khi nào bóc đầy chúng ta sẽ tiến hành là xả ra. Mỗi một cực của bóc này được tầm khoảng độ, bạn thấy đèn nó nhấp nháy ở đây, có nghĩa là cái điện áp pin đang gần đầy mức đấy. Nếu mà nhấp nháy nhanh thì có nghĩa là chưa đến, còn nhấp nháy xong nó dừng một lúc lâu có nghĩa là điện áp đang cái dung lượng pin đang bóc đang gần đầy cỡ khoảng độ 75%, đang vượt vượt qua ngưỡng đấy. Chú ý các cái trạng thái của đèn nhấp nháy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chờ xem khi nào bóc sạc xong ra thì tiến hành xả. Hiện tại để bóc đã gần được sạc đầy, đèn nhấp nháy, cái dòng sạc và đang vào bóc rất là thấp, khoảng độ cỡ 0,23A. Thấy cái đèn từ từ này nó nhấp nháy một chút, chúng ta sẽ chờ xem để cho bóc nó sạc đầy, sau đó chúng ta sẽ xả tiếp. Sạc đầy tầm 37 viên pin này dung lượng gần 21.000 mAh. Chúng ta sẽ mất, nếu mà dòng sạc 2A thì chúng ta sẽ mất đâu đó khoảng độ tầm hơn 10 tiếng, tầm khoảng 11-12 tiếng. Nếu mà sạc từ pin cạn hoàn toàn cho đến pin đầy hoàn toàn. Lúc mới đóng pin thì cái pin chúng ta đang là khoảng độ tầm 40% pin, nên là không vấn đề. Thời gian sạc đến đã khoảng độ tầm gần 8 tiếng rồi.
chúng ta chờ một chút. Lát nữa thì pin đầy chúng ta sẽ tiến hành xả, làm sao 23A. Hiện tại thì box đã sạc đầy, cái USB tester đã ngắt mạch. Bây giờ chúng ta sẽ thử đo xem là cái dòng xả do nhân điện áp pin khi sạc đầy bao nhiêu. Với các pin này khi sạc đầy nó phải được tầm 4,2V hoặc hơn. Còn nếu mà dưới 4,2V thì có nghĩa là cái pin nó sẽ chưa được, nó sẽ khó mà sử dụng được hết cái dung lượng của pin. V228 là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi xả pin. Chúng ta sẽ xả pin ở dòng khoảng độ 1A thôi. Thế là xả pin ở đây tôi sẽ dùng cái 7F xả pin. Chúng ta sẽ reset cái bộ đếm của 7F về 0 trước. Đối với cái quạt của GBF thì chúng ta có hai cách. Hoặc chúng ta sẽ sử dụng một cái đầu chuyển để chúng ta chuyển, chúng ta sẽ điều chỉnh tốc độ của quạt. Hoặc là sử dụng quạt có sẵn thì thường tôi sẽ nghiêng về cách thứ hai, bởi vì tôi không muốn là cái dòng của quạt ảnh hưởng đến cái thiết bị đó. Làm việc đó thì khá là đơn giản. Chúng ta sẽ lấy cái dây của quạt này ra. Nó chế hai cái dây cắm cổng DC ở đây. Bạn nhớ là đúng cực. Còn điện nuôi thì ở đây tôi sẽ dùng cái điện của bách pin. Bách pin này là điện cỡ 12V. Chỗ điều chỉnh cái tốc độ của quạt sẽ dễ hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xả. Sẽ reset của đếm dung lượng về. Bóc tự cắt. Một A. Thời gian xả cái này sẽ khá là lâu, bởi vì dung lượng lớn, tầm 20.000 mAh chúng ta sẽ xả 1A gần 20 tiếng. Đây chúng ta cắt cái giờ hẹn tự động của cái box này đi, của cái thiết bị đo đi. Để cho không tự động tắt. Như vậy là chỉ cắt khi nào cái box nó cắt mạch thì thôi. Nó sẽ chờ khi nào mà xả xong thì chúng ta sẽ lấy cái số lượng watt giờ chia cho 3,7. Thì lúc đấy sẽ ra được cái dung lượng pin, ra được cái dung lượng thực dụng. Còn dung lượng pin thì chúng ta chia hiệu suất mạch sạc lấy trung bình là 85%, thì chúng ta chia sẽ ra được cái dung lượng đầu vào của pin. Vì ở đây chúng ta sẽ phải tính cái hao tổn của mạch sạc. Hao tổn mạch sạc gồm có hao tổn trên các cái chip mạch này, với hai nữa hao tổn trên thậm chí cả cái đèn led ở đây nữa.
Đó, bây giờ ta sẽ chờ khá là lâu. Các bạn thấy hiện tại thì nó vẫn xả, bốn đèn vẫn sáng và cái dung lượng chúng ta đo được hiện tại đang là cỡ 16 W giờ rồi. Tức dung lượng xả ra ở 5V nó là 3000 gần 3300 mAh giờ rồi. Thế là vẫn chưa tụt. Và chúng ta tiến hành xả tiếp. Chúng ta sẽ phải xả cái này trong khoảng độ tầm 1A thì chúng ta sẽ phải ra đâu đó gần khoảng độ gần 20 tiếng. Khá là lâu. Hiện tại thì nó cái bóc sạc này đã xả xong. Bây giờ ta sẽ xem dung lượng là bao nhiêu. Chỉnh giá trị hay không một chút. Tức cái quạt đi, chúng ta sẽ không cần quạt nữa. Hết sạch hết kiệt pin. Xem điện áp khi mà cắt sạc của bóc là bao nhiêu. Ba phẩy một, 3,12 V. Đáp cắt sạc của bóc khá là ổn. Tất nhiên là nếu mà tốt hơn thì có thể xuống hơn một tí nữa. Và ta sẽ thử xem là dung lượng pin là bao nhiêu. Để test dung lượng pin thì bây giờ chúng ta sẽ cần một cái bóc sạc để mồi cái bóc này để cho cái đèn kia nó sáng lên. Ta phải để mồi thì chúng ta phải đọc được. Bạn thấy là cái dung lượng chúng ta đo được là 65.613 W giờ và cái dung lượng ở 5V là 12,95, tức gần 13.000 mAh giờ ở 5V. Để đo cái dung lượng pin ở 3,7V thì chúng ta chỉ đơn giản là lấy 65.613 chia cho 3,7 thôi. Đây là cái dung lượng mà chúng ta chưa tính. À, đã tính qua tổn hao của bóc rồi. Còn nếu mà dung lượng ban đầu thì chúng ta sẽ phải cần lấy cái giá trị này. Chúng ta chia tiếp cho 0,85. Thì cái dung lượng 65.613 chia cho 3,7 cho được cái dung lượng pin là 17.733 mAh, 17.733 mAh ở 3,7V khi xả 1A. Còn nếu mà tính cái hiệu suất mạch là 85% thì cái dung lượng pin đầu vào sẽ phải là 20.862 mAh. Như vậy với cái dung lượng pin gần được gần 3.000, 37,21.000 thì đây là 20.862. Chúng ta không dùng được hết bởi vì đơn giản là cái bóc sạc này chúng ta cắt sạc hơi sớm, nó vẫn còn 3,1V, chúng ta vẫn xả được một chút, tuy nhiên là cái mạch sạc nó đã ngừng rồi. Vậy tổng dung lượng chúng ta sẽ dùng được cỡ khoảng độ 17.000 mAh giờ cho 7 viên pin này. Lượng khá là ổn. Bóc sạc này sạc vào 2A, như vậy cái thời gian sạc cho cả lượng pin này nó sẽ mất đâu đó khoảng độ tầm 12 đến 13 giờ để sạc đầy. Như vậy tốt nhất là bạn nên sạc qua đêm. Và khi sạc đầy thì bóc sẽ tự ngắt mạch. Xin ơn các bạn đã theo dõi.